Thằng đó ra ra đó. Chào cả nhà, Cái thằng Tám này chào mừng cả nhà đến không với có làm Lavest tù TV. dưỡng à. Hôm Cái này nay chuyện xấu thì rồi đó. mình là bắt Mà đầu lấy mình cái vai này là khởi cái công vai để vai bắt đầu, vai hôm nay là này bắt là đầu cái làm vai 8 mét. Dạ. cái Đó, cái này là móng tù cho cái dưỡng nhà à. của mình Tù nè. dưỡng luôn. Đang Tù bàn dưỡng luôn, ngay tim luôn. Đó có nên là con bác này, con Đức này chỉ đồ sẽ ra nha. đó. Lo tất Thì tim này qua tim tần này xuống tật thôi, hết, xuống mấy hỗ cái chỉ trợ đồ mình. ra. Rồi rồi rồi. Anh chỉ Đây, hôm xuống nay đi rồi đi, mấy ba mày bên đây là chỉ xuống cái bự bự vậy cũng được, ba còn chú chung bốn mấy thợ cái hồ đó, tại cái trụ mình có để bị làm gãy cái rồi móng. đó. Móng thì mình làm cái móng bằng bằng Đó, đá anh nghĩ lên. là cái bên tám này nè là nó không có tù Đó, dưỡng. cả nhà cùng nghe nha. Nó chỉ có cái chiều xấu thôi. Dạ, rồi. Tại cái vai nó lên vậy mà, nó lên Dạ, vậy nó rồi, đổ ra vậy nè. Ba vai. Rồi tới tới đó, bắt đầu tới đó trục trặc cái điện anh chạy lên nó. Ồ anh thú Đà Lạt rồi để chạy chứ. Thôi cái đó được rồi, nói thôi cái này rồi. Vậy là hiểu rồi. Dạ. Cứ nó còn làm giống như mấy bữa Ngọc nói. Đường chứ anh đường gì lâu. Đó, anh cứ làm cao hơn 10 thôi. Rồi sau này đổ đất đổ cát thì vô kệ đấy. Rồi bây giờ đây là cái móng của nhà mình nè, thì tưởng ở đường vô mình trừ 1,5 m, đây là cái tim nè, vô đây mình làm mà cái móng ở bên ngoài là 18, mà nhưng cái diện tích nhà mình chỉ là làm 8-6 thôi, để còn cái hiên nữa cả nhà xem nha. Sáng nay thì mình đã cúng đồng thổ rồi. Mình thì mình không cái tin vô cái việc mà coi ngày nào tốt xấu để dựng nhà. Mình chỉ có là mình tin ngày nào cũng là ngày tốt nếu như mình làm việc tốt. Bây giờ còn còn thiếu gì nữa không ạ? À? Như vậy thì hai người đào người chỉ nữa. Chuyển còn không á thì mình bây giờ mình đào đi, mình đào cho xong thì đào thì dễ rồi. À chuyển á thì trưa nay á là có chiếc xe máy cày, và khoảng 1 giờ 1-2 giờ là có máy cày nó chở bi vô. Khi chở bi vô thì xong thì chắc là mình vô răng ở đó mình cứ gom hết lên máy cày, cái là ta chở vô đây luôn. Như vậy thì con thấy là nó tiện nhất á. Dạ. Thì bây giờ con gọi thử mấy cây. Dạ rồi, con gọi xong rồi. Dạ để xong rồi. Thì có người chuyển rồi, khỏi sợ anh đi. Dạ rồi. Giờ có người bây giờ ai cũng kêu. Làm cái vật liệu của mình, cái đường này chưa có làm xong. Vật liệu của mình nó nằm chỗ cái bạc nè, cả nhà thấy không? Đó, cái bạc ở tú bên kia kìa. Mình quay lại dần cái nhà xe nha. Đó, cái bạc đó. Khá là xa. Mình phải vận chiều này phải thêm mấy cày để vận chuyển vô cái đường chỗ này chưa sửa xong. Cái nhà biệt thự này cũng đang làm khó dễ là không có cho chuyển vật liệu vô. Mà người thấy sáng nay người ta đây nè, cái cục đá này mọi người thấy không? Đó, cái cục đá này để ra gần giữa đường để chặn lại không cho mình chuyển vật liệu vô luôn. Cũng tính cũng khá là kỳ nhưng không sao. Mình tin là mình sẽ việc đó mình sẽ giải quyết được. Không có gì hết. Hôm nay là đang móc cái trụ nè. Cái trụ mình cũng không có rành, có gì là hỏi anh, có gì là hỏi bác Đức hỗ trợ hết. Các thợ các chú thợ hồ này thì bác Đức cũng hỗ trợ để keo giúp mình mua vật liệu này. Coi như là mình khoán hết tất cả công, còn vật liệu thì mình tự mua. Mình đổ cái này xong rồi mình có dầm nước trước khi mình đổ đá lên không vậy vậy chú? À. Đào mới đất cứng cái rồi đó. Đá cái này nói chung mình thả mấy cái đá này sau yên hè thôi chứ đâu phải trụ đâu. À. Cái này vào may mình mới làm kỹ nha. À. Con phải đi chuẩn bị đi kiếm cái nước. Dạ rồi, nước thì có rồi, con dây nhợ xong rồi. Tới đây thì kéo cái ống dây lên là xong thôi, là có nước ngay. Chuẩn bị cái đó trước để họ trụ hồ đồng đồ chứ lấy. Dạ. Cái này mua nước bình mình trụ nữa không? Mua nước bình là chắc nó trộn xong đủ cái nhà luôn. Vui. Mình quay một tí thông tin cho cả nhà xem về cái móng mình làm ngày hôm nay nha. Cảm ơn cả nhà đã xem cái video rất là đặc biệt này của nhà Định Toản trong cái chuỗi series là hành trình xây dựng cái nhà gỗ mơ ước của gia đình Toản ở trên Đà Lạt. Cả nhà nhớ đăng ký kênh Lavest TV để tiếp tục theo dõi cái hành trình dựng nhà sắp tới nha. Thì dự tính là tầm khoảng hơn 40 ngày sẽ xong cái nhà.
Cảm ơn cả nhà đã xem. Xin chào và hẹn gặp lại vào những cái video tiếp theo. Ủa cái này chụp không? Này chụp nữa hả? Để lên giỡn này đang. Cứu. Cái này nói chuyện gì đâu. À, dính giờ hẳn lên, giờ hẳn lên. Nhỏ nhỏ nó to tao quê. Không dây vô tao nó không chút nó đụng mẹ sao. Chào cả nhà, hôm nay là ngày 2 mình làm móng nè. Đó, cả nhà cùng xem nha. Cái móng của mình là làm 10 với 8. Vật liệu mà hôm qua mà vác vào là coi như là trần ngay luôn ấy, cực lắm mà mang được mớ này vô. Cạnh nó coi thật á nha. Dạ rồi. Quay miết. Đó mọi người thấy không? Đây là cái móng mình đang làm, cái móng để dựng cái nhà gỗ lên. Ở ngoài là 18, ở trong là 86 và ở ngoài thì mình sẽ trừ cái hiên. Trước hiên nhà sẽ có hai cây hồng. Đó. Hai cây hồng rất là tự nhiên. Thì coi như mình làm nhà mình dựa vô cái thế của hai cây hồng này nè để mà làm. Khá là đẹp đó, mọi người coi cái view nha, cái view qua bên phía đồi thông. Đồi thông bên kia cái view rất là xa, cái sáng sớm mình có thể nhìn thấy sương mù hoặc là mây nó chạy ở cái góc đó. Đây cái đồi cỏ trắng, đồi cỏ trắng hôm bữa mới vừa đốt xong, bây giờ nó lên, nó mọc, nó lên bông quá trời luôn. Ở dưới cái hộp sâu kia, lúc mình mua thì chưa có gì, nhưng khi mình mua xong thì ở dưới đó người ta chuẩn bị làm thêm một cái khu du lịch sinh thái ở dưới đó nữa. Đó, nên cái khu mình sắp tới nó cũng khá là đẹp luôn ấy. Đó, mình xin dừng cái video ngày 2 tại đây nha. Ngày mai thì dự kiến sẽ hoàn thành được cái móng. Mình sẽ quay cho cả nhà cùng xem tiếp nha. TV. Hôm nay là ngày 3 nè, hiện tại thì hôm nay là cái móng cũng hoàn thành sau 3 ngày mình khởi công. Cái móng, mình làm móng nhà gỗ nên cũng khá là tương đối, mình làm cái móng cũng tương đối là đơn giản. Nhưng mà nó chỉ cao hơn cái mặt đất, cũng như là mình dựng mấy cái cột rồi lên để nhà mình nó cao hẳn lên, nó không có dính dáng gì tới mặt đất hết.
để cho cái nhà gỗ của mình nó được trường tồn hơn với thời gian, nó không có bị mối mọt rồi các kiểu. Mấy hôm nay làm nó cũng khá là vất vả. Cái đường đằng trước thì mình cũng đang gặp vấn đề đó, như mọi người thấy không, cái góc chỗ này nè, góc bên đây chưa, bên đây ngay chỗ này nè, mọi người thấy cái cục đá đó đó, cái cục đá đó đang bị chặn lại, không có cho mình chở xe vô gì hết, đang có sự mâu thuẫn giữa anh chủ cũ lại bên đây, nên mình chưa có được phép lưu thông, hoặc chỉ cho mình chở được có mấy chuyến, hôm nay là cấm hẳn luôn, chỉ được phép là cho chở xe rùa vô, cũng khá là vất vả trong cái việc mà vận chuyển của mình, nó tốn thêm cũng một mớ tiền cục xó, nhưng mình cũng không có buồn bực cái gì, cũng trên tinh thần là từ từ mình sẽ giải quyết được hết, không có gì mà phải lo lắng hết trơn á. Thì tí nữa xe cát nó vô thì cũng phải đi xe rùa nó vô, cả nhà phải đẩy bằng xe rùa, khá là vất vả. Cái mắm này hôm nay là xong rồi, là khỏe rồi. Thì đậu mà sau khi mắm xong thì mình sẽ ngày trước chứ đừng. Thì chuẩn bị ngày mai hoặc mốt thì mình sẽ vô đất để thuê công vô cái đất ở bên đây. Cả nhà cùng xem, mình sẽ quay chi tiết cho mọi người xem. Người thấy vui không? Mua dưa hấu và các kiểu. Cho các chú có các anh đồ ăn. Nó mát, Đà Lạt với này nóng lắm, gần 30 độ chứ gì. Ra ngoài nó cũng nóng ran hết cả người. Đây là chú thầu cho mình cái móng, hai cái nhà vệ sinh. Ba hôm. Đợt sau nửa tháng nó lên đánh khoảng tuần lễ là xong hết chú ha. Khoảng gần 10 ngày ha. Phải tầm 10 ngày hơn. Tầm 10 ngày. Nói vậy chứ hai nhà vệ sinh mà xây gạch lên cũng đâu phải. Dạ. Nói vậy mình làm cái móng lại mau. Dạ. Cái mê mới đâu. Dạ. Đổ hai cái mê mà. Đây là mấy cái để cái hố trụ nè. Tổng cộng là có 6 hố trụ như vậy. Để chịu lực cho mấy cái cột chính của cái nhà mình. Bên đây bên kia là bạn kia là đang đào hố. Đây là cái hầm phốt với lại nước thải sinh hoạt rồi đổ ra đây. Xong rồi mình đang câu dây chạy xuống ở phía dưới kia. Rồi vòng qua bên đây nè, là có cái mương ở bên đó. Ở nhà nghe tiếng chim hót không? Hiện tại cũng là đang là mùa bướm nè. Nó thấy bướm nó bay không? Đang là đầu mùa bướm. Thấy bướm bay về không? Đó, rất là đẹp. Bay ngang qua nhà mình. Cả nhà thấy không? Đó, rất... bắt đầu là có nhìn có sinh khí rồi đó. Nhà mình ở phía sau biệt thự. Sau này mà mọi người á, có đến ghé nhà mình thì mình chỉ dễ lắm. Đó là cứ vô mà thấy cái nhà biệt thự đó là nhà mình ở phía đằng sau. Đó, nhìn cái nhà thấy nè. Hiện tại là mình phải chở từng cái xe rùa cát như vậy. Mà bên đây người ta đang mâu thuẫn, chặn lại không cho mình đi. Mà kêu giờ chỉ có chừa lại cái lối xe rùa, xe máy rồi thì được. Còn mà xe một khối, hai khối mà chở vô là không có cho, không có được. Đây nè. Đó, đây nè. Nè, thấy không? Mấy vừa chặn này. Trên in vậy đấy. Ok, rồi mình cũng tìm cách thôi. Hôm giờ chịu khó thôi, chứ biết sao giờ. Đó, đây là cái đường vô miếng đất. Sắp tới chỗ này nó sẽ thành 3 mét đấy.
từ đó, ta nhìn xuống nè. Hôm nay làm mấy cái trụ, 6 cái trụ đỡ để làm cái cột lên cao hơn 50 phía sau này. Trời cũng sắp mưa. Thôi cứ mình thì mình thích theo cái phương án cứ mềm dẻo, nhẹ nhàng mà giải quyết, khi nào mà khó quá thì tính sau. Bây giờ lên hốt thêm phần lại. Không, khó quá không có bỏ qua, khó quá mình tính tiếp. Sao mà bỏ qua, cái này bỏ qua là chết luôn ấy. chọc chú á, thà hồ. Chú kêu khó quá bỏ qua. Vụ gì bỏ qua chứ, vụ này đâu có được. Mình đi mà, này mình đi mà. Hên là đẩy vô, đẩy ra không có quá xa lắm. Cả nhà thấy hành trình nó gian nao. Nhưng vui, mình không có chút gì mà bực hết trơn ấy. Nhà thấy không? Đó, xe cát đang chở xuống. Mình mua thêm 2 khối cát nữa. Nó là mấy bao xi măng nữa. Nó chỉ đổ được góc này thôi nè, hả? Chỉ có đổ được góc này thôi. Góc này mình phải đi phải để xe rùa vào. À, vậy đường thì giờ mày chạy về nhà cháu á. Xe hồi nãy không có phải, xe này mới phải nè cả nhà. Đó, của mình bây giờ còn 3 bao xi măng với lại 2 khối cát. Các anh thợ là chờ từ sáng giờ đi, chờ từ sáng giờ để sáng giờ bị thiếu cát với lại xi măng nên cứ làm cầm chừng vậy, thấy cũng tội. Nãy đòi đi qua bên kia mượn, mình thấy không ổn, không có mượn gì hết. Bây giờ đây có đá bột này, chở cho bên kia rồi cát mới được. Xe bóng khối nào trắng này ngay chỗ xuống. Đó, chỗ này là sau này là cái tim trụ này cả nhà. Đó, chỗ này cái tim trụ ấy. Để mình để cái trụ gỗ lên. Kitty ơi. Kitty ơi. Kitty thấy nhà mình, Kitty thích không? Nhà mình đang làm móng đó. Kitty đang nhìn ông say hả? Kitty đang nhìn các ông đây say. Đó. Cả nhà cùng xem. Sau 3 bữa thì nhà mình cũng đã có một cái móng hoàn chỉnh. Mọi người có một vài anh chị là thắc mắc là tại sao cái móng lại đơn giản như vậy và làm nhanh như vậy, thì cũng xin thưa là cái do cái móng của nhà mình làm nhà gỗ nên mình cũng không có cần phải làm quá phức tạp cái móng. Đó là đưa cái 6 cái trụ nó lên cao khỏi mặt đất. Rồi ngày mai, vực này mình sẽ đổ đất lên. Đó. Đổ đất lên thì bắt đầu tuần sau khi mà gỗ về thì mình sẽ bắt đầu là dựng nhà lên. Thì tầm khoảng 40 hôm nữa sẽ có một cái căn nhà hoàn chỉnh nằm ở khúc này. Cả nhà cùng xem nha. Em thấy rộng không? Xây cái mắm này lên rồi nhìn em thấy rộng không? Rộng ha? Nhà ván rộng lắm không? Nhà xây thì không nói chuyện riêng chỗ này, nhà ván rộng. Ván rộng lắm. Cái tì khóa nhìn quá trời, nhìn luôn. Em thấy vỗ tay cho ba coi, giỏi. Vỗ tay như vậy đó hả? Ừ, thấy ông xây nhà hay quá. Cả nhà xem là mấy hôm nay là nhà mình đã xong cái móng rồi. Có quay một tí cho cả nhà cùng xem như vậy. Thì cảm ơn cả nhà đã xem đến đây nha. Cả nhà nhớ đăng ký kênh Lavers TV để xem cái hành trình
xây dựng nhà gỗ của dựng nhà gỗ mới chính xác dựng nhà gỗ của gia đình mình sắp tới tại Đà Lạt nha. Cảm ơn cả nhà đã xem. Xin chào và hẹn gặp lại. Hẹn gặp cả nhà vào những video tiếp theo. Bye bye. Bye bye. Kitty ơi, bye bye. Kitty vỗ tay đi. Vỗ tay bye bye nè. Vỗ tay bye bye. Không hứng hả? Chào cả nhà nha. Mình nhờ anh Sĩ hàng xóm với lại một em nữa. Hai người với lại mình phụ múc đất. Như là xúc. Anh kêu là chắc cái này là phải hai hôm mới xong nổi hết đổ đất vô hết cái nền nhà này á, phải hai hôm. Nó từ sáng giờ là xúc được như đây nè cả nhà. Đó, từ sáng giờ đấy. Đó, sau khi mà xúc đất xong thì mình sẽ vô nước cho nó cứng. Thì qua đầu tuần sau thì gỗ nó về, mình sẽ bắt đầu là dựng cái nhà lên và làm cái móng nhà, rồi lên đắp tráng gạch nhà gạch men lên tráng nền rồi lót gạch men lên đó. Từ hôm bữa giờ xây làm cái nền, nói chung bắt đầu cái nền nhà, làm cái nhà nè, mình cũng học được rất là nhiều cái bài học trong cái nhà này. Mình thấy cũng khá là thú vị. Mình nhưng đôi khi mình lỡ phóng lao rồi mình phải theo lao luôn mới được. Mà làm nhà cho hai mẹ con rồi bạn bè rồi này nọ cũng vui. Hôm trước có một anh bạn người Tây, người Hà Lan hỏi mình là kêu là mày đang xây nhà Đà Lạt hả? Cái mình nói là đúng rồi. Nó là xây nhà để quay mặt trước thì nói chuyện nhắn vui. Và lúc đó là bị ngưng 3 tháng mọi người. Vì giấy tờ chưa xong các kiểu, ngồi ở nhà tranh vách đất, hai vợ chồng là buồn lắm luôn. Mưa mỗi lần thì mưa kéo đến ầm ầm, mưa từ sáng tới chiều tối, tối thui hết trơn. Ở nhà tranh vách đất có hai vợ chồng. Và rồi đường xá thì bắt đầu làm lại. Xong rồi sau đó thì sau gần 3 tháng thì tụi mình bắt đầu làm tiếp. Đây là cái đống gỗ nè mọi người. Đống gỗ đóng ở ngoài với đóng ở trong đó. Tổng cộng là cả 15 khối gỗ. Nhà của Toản thì Toản mua gỗ ở xưởng á. Toàn bộ là có giấy phép hết. Nên giá hơi cao. Nên giá hơi cao so với ở ngoài. Nhiều người nói thì chất lượng gỗ xưởng không có tốt bằng cái chất lượng gỗ rừng. Và nhưng mình chấp nhận để mình chọn gỗ xưởng để mình làm nhà cho mình cảm thấy thanh thản hơn, yên tâm không có phải đụng vô cái đồ rừng. Đây là cái đống gỗ của nhà Toản á, to đùng luôn mọi người. Lúc đó là mình đã thấy mình đẹp và nhiều so với những cái ngày đầu mình làm video về cái móng nhà đó, mọi người có thể xem. Cái này là sau 3 tháng trời mới bắt đầu làm tiếp nè. Bây giờ cùng xem cái hành trình làm nhà gỗ của mình tiếp nha. Đây là hai ba con của cái bác thợ mộc làm gỗ cho nhà mình đó, mọi người có thể xem từ cái miếng đất cỏ khô rang à, bây giờ mưa gió nó thấm vô đó, cỏ rồi nó mọc lên tùm hết khắp nơi như vậy đó. Rồi còn gỗ nữa, gỗ lúc đó mình đã mua cách đó là gần 3 tháng trời và người ta đã làm thành phẩm hết và mình đã trả hết tiền rồi. Rồi người ta ngâm cho ở ngoài nắng á, nào là nắng, gió, mưa, các kiểu nó làm cho gỗ móc meo hết như vậy đó mọi người. Chứ mình cũng thấy sót lắm. Anh chủ đất cũ thì anh muốn
giấy tờ đồ xong xuôi để làm cho nó thuận tiện. Còn mình thì mình đã mua hết gỗ rồi, nên sau đó là mình nói là bằng mọi giá em phải làm tiếp. Rồi chờ, sau chờ giấy tờ là tới cả một năm sau mới xong giấy tờ đó. Là mình mới vừa xong giấy tờ cách đây gần một tháng á mọi người. Mọi người hình dung nếu như gỗ này mà để sau một năm mới làm thì toán không biết là nó còn cái gì nữa luôn á. Nên mình quyết định là mình làm luôn, bất chấp hết mọi thứ. Rồi từ từ thì mọi chuyện đâu nó cũng vào đó. Thôi mình xin dừng cái video này tại đây nha. Video sau mình sẽ tiếp tục cái hành trình xây dựng nhà Toản. Toản đã làm quay dựng hết tất cả các cái video lại rồi. Từ từ sẽ chia sẻ đến cho mọi người cùng xem cái hành trình dựng nhà gỗ của Toản trong cái thời gian làm nhà. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo nha. Mọi người nhớ đăng ký video của nhà Toản để theo dõi cái hành trình dựng nhà gỗ của nhà mình nha. Bye bye. Cái này chắc là cái vỏ nhỏ là bỏ bu lông 10.